chào quý vị khán giả đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin chào, tôi là Khả Như. Ai trong chúng ta cũng có một cái khẩu vị riêng cho mình. Có bao giờ bạn thắc mắc là một nghệ sĩ được nhiều người biết đến, họ sẽ có khẩu vị như thế nào? Chương trình còn là cầu nối kết nối giữa những khán giả yêu quý người nghệ sĩ bằng cả trái tim, họ sẽ nấu cho người nghệ sĩ đó ăn. Quý vị khán giả hãy nhớ đón xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao vào Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Ngoài là người dẫn chuyện thì Như còn là chủ nhà. Hôm nay ai là người đầu tiên sẽ xông đất cái ngôi nhà của Như? Chắc chắn phải chào đón một người rất đặc biệt hôm nay. Đó chính là nghệ sĩ Dương Lâm. Em đây. Ô, chào em. Chào chị Cát Như. Trời ơi, chào Như là 100 năm mới gặp lại. Dạ. Ủa em ơi, em đi đâu mà lỉnh khỉnh quá vậy? Dạ thưa chị, em mới live stream mình tạm tập quá bên kia. Rồi em chạy ở đây luôn nè, em đem muối đường bột ngọt. Chị mà làm MC có nhạt nhẽo á, ăn miếng muối cho đậm chị nha. Trời ơi, dễ sợ quá, mới gặp mà nhặt tan nát rồi. Em ơi em, trời ơi, cái khả năng livestream của Dương Lâm một ngày 4 cái livestream mà nói không nghỉ. Chị có quà cho chị nè. Có quà không? Tặng chị. Em ơi, cái này là cái đồ đánh trứng. Dạ đánh trứng. Mình làm MC, làm cái micro. À làm micro là bây giờ chị dẫn chương trình là không cần mic này mà dạ. Chỉ cần cái này phải không? Dạ. Như vậy nó có bị hề hước quá không em? Dạ nó không hề hước, chỉ bị minh họa thôi. Ờ vậy là sai rồi, thôi một hồi chị sẽ đánh trứng. Khả năng của em đó là livestream từ sáng tới chiều và không vấp một chữ. Dạ. Thì em có thể thể hiện cái tài năng của mình bằng cách là livestream cho mọi người cùng biết live không? Livestream đúng không? Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát trên kênh HTV7 nha em. Rồi chị bấm cái nút trực tiếp giùm cho em đi. Kết nối. Bắt đầu. Lỗi mạng rồi, bấm lại. Bấm lại. Có lỗi mạng hả? Lỗi mạng. Phải nói liền nghe, đợi người ta tương tác khoảng 30 giây sau người ta mới tương tác. Rồi like. Xin chào mọi người ơi, mọi người ơi, đi đâu mà dội mà vàng mà dấp bài đá mà hoàng phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây coi Khẩu Vị Ngôi Sao cho đỡ buồn quý vị nha. Rồi bây giờ mọi người chia sẻ vô 10 nhóm cho Lâm. Chia sẻ 10 nhóm Khẩu Vị Ngôi Sao được tặng bịch bột ngọt. Lẹ lẹ giùm quý vị ơi, nhanh tay lẹ chân. Chia sẻ vô 20 đúp lập tức tặng bịch muối luôn. Lẹ lẹ mọi người ơi, ai mà thả phẫn nộ thì tặng một con dao liền. Một con dao tặng cho ai thả phẫn nộ liền. Em ơi cái đó cái kẹp. Trời chịu nói em. Quý vị ơi chia sẻ cho em, chia sẻ 100 nhóm được tặng Khả Như quý vị ơi. Nhanh tay lẹ chân nhanh. Ủa em ơi, sao giờ em giận gì vậy? Bị hack Facebook rồi chị ơi. Chết rồi. Người ta báo cáo em. Thôi mình tạm ngưng hoạt động chút xíu nha. Tiếp. Tiết lộ với mọi người là chương trình có một cái tủ lạnh rất đặc biệt. Cái tủ lạnh này khi mà mở ra, tất cả mọi người chúng ta, quý vị khán giả khi xem sẽ biết được cái sở thích cũng như cái sở ghét, cũng như những món liên quan đến cuộc đời em. Dạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá khẩu vị của Dương Lâm. Xin mời. Khả Như, Dương Lâm đã quay trở lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá khẩu vị của Dương Lâm như thế nào ha. Chúng ta hãy cùng đến với tủ lạnh đặc biệt. Xin mời. Xin mời. Lâm em có hồi hộp không? Dạ, trời ơi, mở ra cái nguyên con gì nhảy ra cho em xỉu luôn chị Như. Trong này nhiều khi có cả đồ sống nữa. Vậy hả chị? Mở ra là nó nhào tới, nó ôm cổ em liền. Dạ. Em có sợ hãi không? Em không sợ lắm. Em không sợ. Tại vì em đã từng nuốt rắn, nuốt lưỡi lam, nuốt bóng đèn. Em không sợ cái này. 1 2 3. Wow. Có đồ mà em ghiền ăn nè. Bún riêu nè. Chị cũng thích ăn bún riêu. Thích ốc nữa nè. Y ốc nè. Ốc bu. Ốc bu hả? Có món em ghét nữa kìa. Sao món em ghét là món gì? Quỷ gà. Sao em ghét con gà? Em tập tạ đó, ngày nào em uống sinh tố gà hết trơn. Trời ơi sợ quá. Làm sao? Có nghĩa là mình ăn không nổi, là mình xay gà ra, bỏ chút sữa quay vô. Đâu có gì đâu ngán. Không, ngày nào uống ba cử á. Uống giữ cơ đó chị. Vì cái sắc đẹp của em mà em cống hiến như vậy luôn hả? Vì cơ bắp của em. À anh Lâm cơ bắp ha. Dạ. Anh Lâm rất đô nha mọi người. Rất đẹp. Rất đẹp luôn, cởi ra là muối cục cục cục. Muối cục là muối hột quá hả? Dạ không, muối cơ bắp chứ không phải là muối niêm. À đúng rồi, rồi. Ok đồng ý rồi. Ủa trong đây có món y đặc biệt quá, thịt kho hột vịt. Trời ơi, tuổi thơ em ùa về với món này. Một câu chuyện buồn cho em xin một nét nhạc buồn ạ. Một nét nhạc buồn giùm cho em được không? Dạ được, rồi bắt đầu. Nhạc. Dạ em còn nhớ năm đó em học lớp 8. Lúc đó gia đình em nghèo lắm chị. Ở dưới quê á, ở Đồng Nai á, ở Long Thành Đồng Nai nghèo chị lắm. Chị có xuống nhà em phải cái nhà bữa chị đi đám cưới không? Dạ đúng rồi. Trời ơi cái nhà to vật vả. Không, cái đó là bây giờ thôi, ngày xưa. Chị ơi chị. Cái nhà mấy chục năm về trước, xin lỗi mọi người. Dạ, lúc đó là gần Tết. Đó, cái nhà em là có cái nồi thịt kho hộp vịt. Cái mẹ nó là Tí, ở dưới quê em tên Tí. Mẹ nó tí, coi giùm mẹ. Em coi xong mà cái bếp nó bị nứt đó chị. Bể ra là nguyên cái nồi kho hộp vịt nó đổ xuống cho tùm lum tùm la luôn.
mà lúc đó không có tiền nữa, cái mẹ về cái mẹ lụm mấy cái thịt với lại hột vịt, cái mẹ rửa lại mẹ kho tiếp. Ăn cái nồi đó là em nhớ tới giờ, nhìn thấy thương lắm, rửa xong rồi cái kho lại. Thấy thương quá ha. Em nghĩ hột mít lùi tro người ta ăn còn được, hột vịt lùi tro ăn có sao đâu. Thôi chị có sâm nữa kìa. Có sâm luôn. Sâm trùng trùng vuông vậy chị. Em ơi, sâm nó bị minh họa đó bé. Em nghĩ chắc cách xê là dồn cho chị hết, không có tiền mua đậu cụ hay sao á. Em sao đâu á. Sao? Em lúc nào trong tủ lạnh của Dương Lâm cũng có một củ sâm. Dạ, tại vì sâm nó gắn liền với cuộc đời của em. Em thích sâm đến nỗi em sâm chân mài mới sâm nè. Mới sâm luôn. Ôi, một cơn gió vừa thoáng qua coi như chưa có gì nha. Chị ơi, em biết tại sao mà thực phẩm này nó hư hết đó chị. Sao vậy? Và ngày nào chúng mở tăng quát về thực phẩm đâu mà còn. Trời chị. Trời, em sao vậy? Chị chia sẻ với em mà. Bé này, bé này, bé này. Vừa tốn điện mà vừa hư đồ người ta nữa. Đâu có, cái này chia sẻ tủ lạnh đặc biệt thôi. Dạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của khẩu vị ngôi sao. Đó chính là gặp gỡ thần tượng. Lý do mình thích Lâm thì đơn giản lắm. Yêu thích một người diễn viên là do cái lối diễn của anh ta rất là đời thường. Mình thích anh Dương Lâm từ khi thấy ảnh diễn vai. Lúc đầu ảnh xuất hiện ra rất là men, một người đàn ông rất là chuẩn men, đẹp trai, trầm tính. Nhưng sau đó thì ảnh đánh lộn như một người phụ nữ, như mấy bà ngoài chợ. Và từ đó là mình rất là thích ảnh. Qua cái tiểu sử của Lâm á, thầy biết cái con đường của Lâm đến với người ta không có dễ. Nhưng mà Lâm cố gắng đi từng bước một, từng bước nhỏ đến tới năm 2015 là anh ấy đạt giải quán quân. Mình có tìm hiểu hoặc là mình theo dõi trên Facebook của ảnh thì mình cảm thấy ảnh là một người rất là vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Nếu mà chút nữa được quay riêng gặp được thần tượng của mình thì ai cảm giác cũng rất là vui mừng. Dữ Lâm, em sẵn sàng chưa? Dạ, em đã sẵn sàng rồi. Và ngay bây giờ em sẽ được gặp người em yêu quý cũng như là người yêu quý em. Đó chính là Trọng Nhân và Hải Yến, xin mời. Chào Trọng Nhân. Chào Hải Yến. Dạ, anh đợi. Anh ơi mà em trời ơi. Thăm mộn cũng kẹt. Thương quá chị. Em, cái giây phút đó nó có bình rịnh không? Dạ, em thấy ánh mắt của bạn nam bình rịnh. Đây là cái tình cảm thật sự không bao giờ diễn được. Em nói thiệt, không bao giờ diễn được. Rồi, xin mời hai bạn vào vị trí, chúng ta sẽ giao lưu cùng nhau ha. Trọng Nhân ơi, Trọng Nhân đang làm công việc gì? Hiện tại em đang đảm nhiệm vị trí bếp phó của một nhà hàng ngoài quận nhất. Bếp phó luôn. Bếp phó. Còn bạn nữ? Em tên là Hải Yến. Nhưng mà cái tên của em cũng khá là phổ thông, nên là em quyết định là đổi một chút xíu là Kim Yến. Chim Yến đi. Là sao em? Chim Yến tại vì cô ta như một cánh chim bay. Báo hiệu mùa xuân. Mùa xuân mùa về. Mùa xuân đã về rồi. Rồi chị nín đi như vậy. Nghề chính của em là nhân viên văn phòng. Nhưng mà thiệt sự cái mong muốn của em là được trở thành một diễn viên. Vị trí đó không chỉ đơn giản là chỉ ngồi để nghe nghệ sĩ mình yêu thích hỏi mình đâu, mà mình còn có cơ hội hỏi ngược lại trong phần hỏi nhanh, đáp nhanh. Và em không được quyền né câu hỏi đó, dù câu hỏi đó có như thế nào. Dạ, em có thể né chị, nhưng mà em sẽ không giờ né câu hỏi chị nha. Em dễ sợ quá à, chị cũng né em. Chị cũng đâu có hiền chị. Em ơi, bắt đầu được rồi, không anh, em tém em lại. Dạ. Thời gian dành cho hai bạn, hỏi nhanh, đáp nhanh. Bắt đầu. Anh tự thấy mình có điểm tương đồng với động vật nào? À, két. Két. Đặc điểm nhận dạng quen thuộc nhất của anh là môi bự, môi bự, môi bự. Cái đó ba giọng của anh là gì? À, 106, 75, 102. Anh nhắm mắt hay mở mắt khi hôn bà xã? Nhắm mắt em nha. Vậy hả? Thói quen xấu khi ngủ là cái gì? À, ngủ nướng. Anh thấy mình xấu nhất lúc nào? Khi đói bụng. Nếu cho anh tự nhận xét về vẻ đẹp của anh thì theo thang điểm 10 sẽ anh được bao nhiêu điểm? À, 11 điểm. Trời ơi, dễ sợ hết giờ. Ủa, chưa để tao hỏi nữa chị. Thôi em ơi, được rồi em ơi, em dễ sợ quá. Thiệt sự luôn. Em ơi, em bị mọi người quyển hoặc luôn rồi. Mọi người gì? Quyển hoặc em. Quyển hoặc là gì? Là làm cho em tin vào cái điều đó mà điều đó không có thật. Ngôn ngữ chị lấy đâu vậy? Thử để em đọc sách nhiều em sẽ thấy. Dương Lâm không hề đọc sách cho mọi người. Dạ, Dương Lâm, em có thấy hai bạn này rất là quan tâm em không? Những người quan tâm em mới có thể đưa những câu hỏi như vậy. Thấy thương quá. Ủa, có Facebook của nhau không vậy? À, tại em thấy Facebook của anh đông người quá. Em chen chân vô không được. Vậy xong chương trình này chúng ta sẽ kết bạn với nhau nha. Dạ. Dễ thương quá ha. Đây là cơ hội luôn đó. Và để mà tiến đến cái phần mà quan trọng nhất của chương trình, đó là chinh phục khẩu vị. Trong lúc nấu ăn sẽ có những cái khó khăn, mà những cái khó khăn đó cần được trợ giúp. Và các bạn có muốn được trợ giúp không? Dạ muốn. Đương nhiên là có chị. À, đương nhiên là có, nhưng mà chương trình chỉ có một sự trợ giúp thôi. Do đó chúng ta phải có một cuộc chiến nho nhỏ của hai bạn để giành được quyền trợ giúp ngay bây giờ. Và chúng ta sẽ cùng đến với thử thách, đó là
đoán tên thực phẩm. Chị sao chị? Phần thử thách 90 giây xin phép bắt đầu. Vô. Hai chữ. Cái này là gì? Cái gì? Cái gì? Da. Mắp. Ở trong cái da là gì? Thịt. Đúng rồi. Hành động gì? Thịt dê. Đúng chính rồi. Này gì? Móng. Cái gì nó bơi dưới nước? Ốc móng tay. Đúng rồi. Bạch xà dưới gì? Nhỏ em tên gì? Thanh xà. Bỏ chữ xà đi. Xà. Thành. Đúng rồi. Thành là gì? Thành gì? Thành. Thành gì? Thành long. Đúng rồi. Thành long. Đáng đại đó là biết gì. Ba điểm dành cho Trọng Nhân. Giống như vàng á là gì? Kim. The quá. Cái gì đó? Cái gì thành mà uống? Không phải. Bạc hà. Cái gì ba chữ luôn? Lá bạc hà. Cái gì câu? Cái món gì câu câu đó. Rau câu. Đúng rồi. Lấy chữ đầu thôi. Rau bạc hà. Đúng rồi. Trời, trời ơi sao không cảnh rồi. Dạ em đứng cho đẹp hình. Rồi dễ ẹt luôn. Ăn với hủ tiếu đồ cái nặng vô đỏ đỏ. Chanh. Ớ sa tế. Đúng hết. Đúng rồi. Trọng Nhân lần nữa đã thắng. Cố lên Hải Yến. Bị gì? Bị thủy gì? Thủy đậu. Một chữ về sau thôi. Đậu. Đậu gì nước ngoài? Đậu cô ve. Sai luôn. Đậu Hà Lan. Đúng rồi. Hay quá Trọng Nhân ơi. Em xin ra để đoán tên thực phẩm Trọng Nhân ơi. Cái này cay cay. Cái hộp gì cay cay? Ăn tiêu. Đúng rồi. Hạt tiêu. Anh này nó còn sống. Tiêu xanh. Đúng rồi. Hay quá Hải Yến ơi. Hết giờ. Đã trả lời 6 trong khi bạn Hải Yến chỉ trả lời được 1 thôi. Làm sao bì nổi, anh ta là bếp phó mà. Dạ. Mà bây giờ ảnh còn được thêm cái quyền trợ giúp nữa còn gì bằng. Nhưng trong một cuộc thi, yếu tố quan trọng nhất vẫn là yếu tố hên xui. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi chinh phục khẩu vị ngôi sao. Ngày hôm nay là mình dự định nấu cho Dương Lâm món là ướp vịt sốt cam theo kiểu Pháp. Nếu mà yêu thích một thần tượng, yêu ấn của ai đó thì đương nhiên điều bạn quan tâm đầu tiên là tới sức khỏe người đó. Thịt vịt nó mang lại hầu như là đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng của một loại thịt có thể mang lại cho cơ thể con người. Mình sẽ nấu món cà ri gà. Quê gốc của mình ở Bến Tre. Đó là một nơi rất là nổi tiếng về những món ăn từ dừa. Và đó là cái món khó đầu tiên mình đã học. Và mình muốn nấu cái món đó cho anh Lâm ăn. Chúng ta đang đến với vòng thi chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và Hải Yến cùng Trọng Nhân bây giờ đã trở thành đối thủ. Và ngay bây giờ Trọng Nhân ơi, ở chương trình đã đưa ra cho bạn tất cả những nguyên liệu cần thiết. Và Hải Yến cũng vậy nha. Nhưng mà bật mí cho các bạn đó là chương trình đã giấu mất một món nguyên liệu cần thiết cho bạn. Bây giờ hai bạn cùng kiểm tra xem mình đã thiếu món gì. Đó là một thử thách khi bạn nấu ăn. Rồi để xem món cà ri gà của mình có bị thiếu nguyên liệu gì không ha. Có gà chưa em? Dạ gà thì có rồi. Nhưng mà thiếu gì không? Bị thiếu nước cốt dừa. Cà ri gà mà thiếu nước cốt dừa nấu được không Lâm? Dạ được, cà ri gà mà. Có cà ri với gà là được rồi. Nấu thì cũng được nhưng mà giống như là một cô gái đẹp mà bị vô duyên vậy á chị. Còn bạn Trọng Nhân bạn thiếu cái gì? Thiếu cam. Này khó nè. Ướp vịt sốt cam. Mà thiếu cam. Trời ơi, chương trình đưa hơi khó rồi. Cái này kiểu này chắc làm luôn vịt chiên. Chiên hà hồi chiên. Không sao, nhưng mà Trọng Nhân ơi, nhớ lại đi. Mình có được một cái quyền trợ giúp, cả hai cùng khó khăn mà chỉ giúp được một chàng trai thôi. Nhưng mà bây giờ luật chơi mình phải chấp nhận thôi đúng không em? Dạ. Anh Long ơi, em sẽ cho anh biết là cái nước cốt dừa nó quan trọng đối với món ăn em như thế nào. Em sẽ thể hiện bằng một bài hát. Bài hát luôn. Còn ngon làm sao để mà ngon đây, mình phải bỏ thêm nước dừa. Phải bỏ thêm nước cốt dừa nha, đúng chữ rồi. Đúng không? Thời lượng dành cho phần thi này đó là 20 phút. Hai bạn phải cố gắng nấu nghe. Trong thời gian này anh Lâm, anh phải đi giúp cái bạn trai này tìm được quả cam mang về để làm ức vịt sốt cam. Anh Lâm biết không, ở cái tiệm tạp hóa này á, có một cái ông chú rất là dễ tính. Mua thì không bán nhưng mà xin là cho. Tới nhiều khi quý cho nguyên cái tiệm. Có khi về tay không. Vậy luôn hả chị? Đúng rồi, ông này ổng tên là ông Ba Mưa Nắng. Rồi bây giờ lên đường đi Lâm. Dạ. Mọi người ơi, mọi người ơi, vô tiệm tạp hóa của ông Ba Mưa Nắng mọi người ơi. Xin chào. Dạ chào ông Ba.
anh có phải là Lê Dương Bảo Lâm không? Dạ đúng rồi, em là Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Tôi thích lắm. Dạ. Tôi xem em rất là nhiều, tôi rất mến mộ em. Dạ. À, vậy anh tặng cho em hai trái cam được không? Cam hả? Dưới một chén nước dừa. Dư sức. Cảm ơn anh. Chưa. Ủa? Đứng lại. Sao vậy? Lâm muốn lấy được những món này phải vượt qua một thử thách. Thử thách gì hỏi ông ba? Trời ơi, cơ bắp cuồn cuộn vậy hả? Ông ba, vợ ông ba đây rồi ông ba. Vợ ông ba đi vắng rồi. Anh quá đô. Dạ, ngày xưa em là vận động viên cử tạ mà anh. Vậy đó hả? Dạ, phường xã khóm là có chương trình về cử tạ là em đều hạng nhất hết. Như vậy, tôi muốn thử thách Lâm một việc. Việc gì ông ba? Làm phép tính đố. Tính đố? Tính đố. Ủa gì kỳ vậy? Mình rời cơ bắp mà tính đố là sao? Thì bởi vậy, nó trong tất cả con số, bạn thích nhất con số gì? Số 12. 12 x 11 bằng mấy? Trả lời mau. Thôi đi về đi. 12 x 11, 1 x 2 là 2. 1 x 1 32. 12 x 11 là 32 hả? 132. Hay quá. Ví dụ chương trình mà hỏi câu này cho nó dễ dễ không? Tụi lên đài á, ba mẹ em biết em học dở á. Đã qua thử thách rồi. Và đây, hai cái luôn. Tôi chỉ cho một món mà thôi. Hãy chọn đi, dừa hay cam? Bây giờ lấy một cái cam với nửa chén này được không? Không được, chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Dạ, em thấy ánh mắt của bạn Nam bình tĩnh. Đây là cái tình cảm thật sự không bao giờ diễn được. Thiếu cam gì? Này khó nè. Ức dịch sốt cam. Mà thiếu cam. Làm sao để mà ngon đây? Mình phải bỏ thêm nước dừa. Một, hai. Em lấy cái này. Được. Chúc mừng Dương Lâm nha, hy vọng bạn sẽ giúp được cho hai thí sinh vượt qua thử thách của cuộc thi khẩu vị ngôi sao. Dạ, cảm ơn chú ba. Dạ, chào chú ba. Rồi, Lâm đã đem về rồi đây. Cam đâu, cam đâu? Không có cam, cam mùa này thúi hết rồi. Sao anh quyết định chọn nước cốt dừa vậy? Dạ, nước cốt dừa. Anh trai ơi, xin lỗi là em không đem cam về được cho anh. Anh có giận em không? Giận thì đâu có hâm mộ Lâm nữa. Dạ, anh biết sao không? Dạ, cảm ơn. Dễ thương quá. Anh biết sao không? Anh là đầu bếp, còn bé kia không phải đầu bếp. Ví dụ á, mà anh không có cam á, anh có thể chế biến thành dịch xúc chanh hay là dịch xúc me hay là dịch chi nước mắm gì đó. Còn bé nó không phải đầu bếp nữa, nên anh thông cảm giùm em nha. Vừa đó. Dạ, em cảm ơn anh Lâm. Rồi, cố lên nha cô gái. Cảm ơn anh Nhân nữa. Rất nhiều, phải cố lên nha. Thôi kệ, mình là đầu bếp thì mình cũng có sao thì mình nấu vậy, cố gắng thôi. Đúng rồi, bây giờ cho dù Nhân nấu dở như thế nào thì Lâm hứa là Lâm cũng ăn hết luôn. Cái món cà ri á, là cái món mà dân dã, hình như chị thấy ở dưới quê mình á, cái tiệc nào cũng có la ru cà ri đúng không? Dạ. Nhân ơi, bây giờ không có cam mà Nhân định chế biến món này, nấu được gì đây? Em sẽ làm một sốt nhẹ bằng sốt chanh với mật ong. À rồi, Nhân là làm ngày đầu bếp bao nhiêu lâu rồi? 2011 cho tới nay. 2011 cho tới nay. Món này có kỷ niệm gì với Nhân không? Tại món này là món đầu tiên em được học từ người thầy của em. Lên livestream mình cũng có một lần anh nhắc đó là ngán gà lắm rồi. Đúng rồi, gà ngày nào cũng ăn hết trơn á. Tí người ta ngán là người ta ngán ức gà thôi. Sao mâm nào có chị vậy? Thì tại vì chị đi giải thích, chị nghe chị nói mất công cô bên kia cũng nấu gà cũng buồn. Không có, ngán là ngán ức gà thôi, ức gà luộc. Mà gà cái đó là luộc thôi chứ còn cà ri là vẫn ngon. Anh đứng đây anh gấp vui văn nghệ đi anh. Rồi. Hát cho em bài hát đi. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước vậy. Anh Dương Lâm sao đâu á. Sở trường riêng của mình là chuyên về món Âu, đặc biệt là những món về chuyên về thịt đỏ. Mình không có nấu theo cách truyền thống của những nhà hàng mà các bạn thường đi thấy. Đây là mình nấu theo cách đặc trưng của người Pháp. Người ta sử dụng món này trong những dịp đặc biệt như là lễ Tết hay là những dịp ngày lễ lớn của người Pháp, người ta mới sử dụng tới món này. Mình có học hỏi từ ba của mình. Ba của mình nấu ăn rất là ngon. Hàng ngày mình cũng hay nấu các món ăn cho gia đình và những bữa tiệc với lại bạn bè. Thường thì mình hay nấu những món Việt hoặc là những cái món châu Á. Món Việt thì giống như mấy món cơm, món gỏi. Còn mấy món Á thì giống như là lẩu Thái, cà ri đồ. Nói chung vịt xông khói đó, sốt cam đáp ứng đủ mọi tiêu chí là vịt không được quá chín, vẫn giữ được màu đỏ lòng đào của thịt, da phải giòn, riêng ngoài sốt phải vừa sánh, vừa có lực độ ngọt nhẹ dịu,
và vừa có hơi vào vị chua của cam và chanh. Con gà nó hơi già một chút xíu thì khi nấu lâu cái thịt nó sẽ dẻo. Còn khoai thì mình chọn là khoai ngọt, khoai vàng thì nó sẽ dẻo và nó hòa quyện với lại cái nước dừa thì nó sẽ rất là ngon. Giờ rồi mọi người ơi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mang lên đây, mang lên đây, mang lên đây. Lâm ơi, hấp dẫn quá. Rồi mời hai bạn chúng ta về vị trí. Anh cũng biết em là bếp phó, đó cũng là lễ thế của em, nhưng mà là bất lợi trong chương trình ngày hôm nay, bởi vì nguyên liệu bị thiếu đúng không? Nguyên liệu bị thiếu phải nhường lại cho bạn nữ. Không thay vì không có cam thì em sẽ sử dụng là chanh có sẵn và mật ong. Em sẽ biến tấu lại thành sốt mật ong và dầu ô liu. À, sốt mật ong và ô liu. Món cà ri này rất là đặc biệt, con gà này nó không hề bình thường. Con gà này là phải là một con gà, thứ nhất là nó phải có thâm niên và thứ hai là nó phải có tập gym để cho thịt nó căng chắc. Đó. Khi mà mình nấu lên thì nó sẽ dẻo, nó rất là ngon. Dạ, rất là ngon. Dạ. Anh rất là ngán gà. Nhưng mà ăn thử món này thì anh cảm giác là nó rất là ngon. Vừa ăn rất ngon. Thật sự ngon. Bé hơi xương, chị hơi xương. Bình tĩnh anh, chưa bụng là anh ơi, còn món nữa anh ơi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh từ không từ thôi. Không sao đâu, anh Lâm anh có thể ăn nửa con bò mà. Dạ, cái thịt vịt này em lựa thịt vịt không phải là thịt vịt Việt Nam. Đó, thịt vịt Pháp. Pháp. Đại vịt. Ước vịt Pháp nó được xếp như thuộc dạng là thịt đỏ nên có thể nấu tái được. Wow. Ăn sẽ giữ lại được chất dinh dưỡng trong thịt vịt. Da vịt nó chứa rất nhiều vitamin ở trong, nằm ở ngay lớp mỡ phía giữa da và thịt. Như lớp mỡ đó giữ lại độ ngọt và giữ lại cái độ mềm cho thịt. Ngon, thuyết phục hơi dấp nha. Ngay cũng bị dấp luôn. Và ngay bây giờ sẽ đến với cái phần kết quả công bố ai sẽ là người thắng cuộc được 5 triệu đồng. Và đây là món vịt sốt ô liu mật ong rất ngon. Và còn cô gái này, món ăn đầy kỷ niệm và trang chứa tình yêu thương, trong đó cà ri gà. Món cà ri. Cà ri gà. Cho dù em ăn rất là nhiều gà rồi nhưng mà em vẫn ăn không ngán. Bởi sao? Bởi vì gà nó rất là mềm, nước cốt rất là béo, khoai và cà rốt cũng rất là mềm luôn. Còn như cái món vịt sốt ô liu mật ong này, ban đầu nó là vịt sốt cam, nhưng mà do bạn chế biến lại do thiếu nguyên liệu thì Lâm cảm giác là ăn thì nó rất là lạ miệng. Khoai tây thì rất là mềm, rất là ngon. Đối với khẩu vị của Lâm, Lâm cảm nhận ngon và lạ. Đó chính là Hôm nay chị bị mệt đó em. Bị mệt hả chị? Chị hồi hộp cùng hơn bạn Hải Yến và bạn Trọng Nhân nữa đó. Và Lâm quyết định chọn món vịt sốt ô liu và mật ong. Hai. Rồi em gái đừng có buồn nha. Cảm ơn em. Đâu có gì đâu phải buồn. Và chúc mừng cả hai bạn Trọng Nhân và cả Hải Yến. Lâm, dạ, hãy trao phần thưởng này cho Trọng Nhân đi. Dạ, trước khi trao thì em muốn hỏi tâm tư cũng như là tình cảm của mọi người bây giờ như thế nào. Em được gặp anh là thần tượng của em và được nấu cho anh một món ăn bằng tất cả tấm lòng của em, nên là em rất là vui. Mặc dù là em có là người chiến thắng hay không thì em cũng rất là vui. Em trước chương trình em không có nghĩ là mình sẽ thắng, bởi vì em mục đích tới chương trình này là được gặp anh, cái thứ nhất. Cái thứ hai là được nấu cho anh những món tốt cho sức khỏe để giúp cho anh có thêm nhiều động lực, có thêm nhiều lửa để trên diễn trên sân khấu nhiều hơn. Rồi anh hy vọng là sau chương trình này thì ba anh em mình thôi có thể hẹn hò nhau và cùng ăn uống với nhau, ba anh em mình thôi nha. Yeah. Đây, quà dành tặng cho em. Vâng, cảm ơn, chúc mừng cho Trọng Nhân và cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm đã đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Em với Yến tới đây chủ yếu mục đích cuối cùng là để gặp anh, nên em sẽ có ý kiến là em sẽ chia đôi phần thưởng như này để chung với bạn Yến, coi như là đến chương trình tham gia vui, cũng có cái niềm vui để mang về. À, nếu mà vui hơn thì mình chia 4 đúng không phải như? Kỳ quá vậy, tự nhiên cái chia 2 được rồi. 4 đi chị. Không, mà em lấy cách xe chia cho chị. Chị sao? Em sao? Rồi, cảm ơn hai em rất là nhiều. Chúc hai em lúc nào cũng có niềm vui và thành công trong cuộc sống. Chúc mừng hai em. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Truyền thông Bi thực hiện. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.